Đây, quay cho anh em xem đây. Đây là cái ngón tay của em này. Giả sử như cái chân cu này nhảy xuống là nó rút ha. Này. Đó. Thấy không? Rút rất nhanh nha. Do em đỡ cái cần bật này. Phía sau nó cản cái thùng nè anh em. Nó cản cái thùng, nó bật lên nó đập vô cái thùng á. Nhưng mà nó vẫn rút rồi nha. Đó, nó nhầm vẫn rút rồi ha. Cũng đó là cũng một phần lưu ý cho anh em luôn. Khi mà anh em móc á là anh em canh làm sao ở phía sau cái cần bật này đừng có nhánh cây nha. Tại vì nó đập ra là cản cái nhánh cây là dây nó rút không được. Anh em hiểu không? Để làm sao cái cần bật này nó phải thẳng như thế này. Nó không được tán vô cái cây hay là những cái nhánh cây mình móc á. Móc làm sao ní những cái nhánh cây ra để cho nó bật hết dây nha. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê chim cu gáy. Quay trở lại kênh của Thuốc Lóc, kênh phụ kiện chim bẫy, lồng bẫy chim cu gáy, chuyên sản xuất những cái lồng chim bắt bằng dây. Thì clip hôm nay em sẽ quay nhanh cho anh em xem ha. Tại vì em đang để cái lập ở ngoài mưa, sẽ nó mưa to tới anh em. Thế cũng nói nhanh qua ha. Cái sản phẩm này em cũng đã quay nhiều rồi, cũng quay cho anh em sau khi hoàn thiện như thế này. Và cũng nói luôn cho anh em là cái cầu tử này không có sắn nha anh em. Nó chỉ có cái cầu tử suông trơn thôi, không có sắn. Lâu lâu em mới tìm được một cây sắn để em review, quay cho nó đẹp. Cho nhiều khách hàng cứ đặt hàng, cứ tìm cây sắn là rất là khó để có cây sắn. Nếu mà có thì em đã gắn cho anh em rồi. Thật sự là rất là khó cây sắn nha. Giờ tìm cây sắn là hầu như là không có luôn. Và cũng quay cho anh em là móc đây là móc ti đồng nha anh em. Móc ti đồng nhưng mà anh khách này bảo là sơn luôn này. Đó, bên nét là anh em xem ha. Sơn luôn để cho con cu bỏ nó vàng. Nên nếu mà không sơn thì nó sẽ là nếu này nó sẽ màu đồng, nó là sáng và chói. Ở tên là màu inox. Inox này nha. Còn dây phía dưới này đang toàn bộ inox hết nha. Đang rổ mắt cáo chống bìm biệp, chống bầu cắt. Bìm biệp bầu cắt là không có chụp được con chim cu mồi của mình nha. Đó. Sản phẩm này là chơi là anh em rất là bảo đảm cho con chim mồi của mình. Trời gió quá anh em, đồng rồi. Làm là không khí Noel cho nên bữa giờ cũng mưa gió suốt. Vừa mưa mà vừa gió nữa. Móc thì xây được nha anh em, xây mà nó có đầu rít nha. Nó xây chậm chậm chậm, gió nó không có lắc được. Cầu tử thì cái sản phẩm này rất là dài. Dài hơn lập cấu tròn. Nó dài tới 6 mấy không anh em. Cho nên con cu bổi này nó rất là dạng nhảy. Nó thấy dài nên rất là dạng nhảy nha. Đó, từ từ nó sẽ nhảy xuống. Nhảy xuống thì nó sẽ bật. Bật qua nó sẽ bị rút, rút chân ha. Ô mưa rồi em chạy vô ha. Rồi xin kết thúc clip tại đây nha. Giờ mưa to quá.